Em xin chào tất cả các bác. Ở ngày hôm nay thì tiếp tục bên em lại lên một cái video mở nội thất hai cục đẩy model LT các bác nhé. Hai sản phẩm này thì anh em mà đã xem ở những cái video và xem kênh của bên em thì các bác có thể biết đây là những mẫu đẩy hai kênh cho ra chất âm rất là hay, hàng chính hãng và tiếng rất là sáng. Thì hôm nay tiếp tục bên em lại lên cái mẫu đẩy đến từ thương hiệu LX Acoustic với model LT1000 và một mẫu đẩy với model là LT1600, công suất là 500W một cục đẩy anh em nhé, và một cục đẩy là công suất là 800W. Các bác có thể lựa chọn làm sao chơi ra loa gia đình nhà chúng ta làm sao cho hợp lý. Nói về mẫu đẩy LT1000 thì em nói trước ở đây cho các bác ở đầu video này cho các bác cùng tham khảo. Cục đẩy LT1000 là công suất là 500W, thì nhà bác nào mà đang có một cặp loa bass 30 này hoặc là hai cặp loa bass 25 này thì chúng ta có thể chơi ở trên cục đẩy LT1000 đó thì quá là ok luôn các bác nhá. Đó, tiếng quá hay và rất là sáng, và cái giá thành thì nó rất là mềm. Nó chỉ có 4.500.000 đồng, không những thế còn bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và cục đẩy thứ hai đó là cục đẩy LT1600 ở bên phía tay trái màn hình các bác đây. Công suất là 800W một kênh. Với 800W một kênh mạch clh thì các bác có thể chơi ra được 4 loa bass 30 ở trên cục đẩy này, hoặc là các bác có thể chơi ra được 2 loa bass 40 anh em nhé. Đó, hàng này thì tất cả hàng chính hãng. Về hình thức thì các bác có thể thấy con model LT1000 và model LT1600 nó không khác nhau một cái gì đúng không ạ? Về hình thức không khác nhau. Ok ạ. Kể cả mặt trước và mặt sau các bác nhé, không khác nhau. Còn đâu ở bên trong thì nó khác nhau như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào mở nội thất để cho anh em cùng xem. Đầu tiên em sẽ mở nội thất cục đẩy LT1000 trước. Đó, anh em có thể thấy đây. Đây là nội thất cục đẩy LT1000. Chúng ta có thể thấy một cái biến áp nguồn xuyến này bằng đồng các bác nhé, nguồn xuyến bằng đồng 100% này. Và ở đây nó có hai bo mạch công suất. Ok chưa? Đấy, hai bo mạch công suất, những cái thanh nhôm tản nhiệt này rất là sáng này. Và con này nó sử dụng là 2 4, ở dưới 4 là 8 sò các bác nhé, 8 sò vế bên này, vế bên phải là 8 sò, vế bên trái là 8 sò, tổng cộng là 16 sò. Và nó sử dụng là sò LG các bác nhé, sò LG. Ok ạ, sò LG. Và ở đây thì nó có là tới là 4 bốn tụ ở bên tay trái này và bốn tụ bên tay phải, tổng cộng là 8 tụ. 8 tụ tông đa, tụ này là tụ 63V, 63V 10.000 mi, 10.000 mi pha các bác nhé. Ok chưa? Ở đây thì linh kiện đều là những linh kiện cắm hết. Ok chưa? Đều là những linh kiện cắm hết. Đó, thì con này như các bác có thể thấy thì nó sử dụng mạch clh này, dây rắc lại đi quá là ok luôn, dây rắc lại đi quá là ok luôn nhá, rất là đẹp. Hàng này thì hàng chính hãng sẽ được bảo hành cho các bác lên tới là 1 năm. Các bác mà mua cụ đẩy LT1000 này về mà thay thế cho những dòng âm ly chúng ta thì quá tuyệt vời luôn, không những chất âm hay, tiếng sáng và độ bền rất là cao. Ngoài ra chúng ta hát karaoke rất là nhẹ. Ok chưa? Đấy, em đã nói qua về cái cục đẩy này rồi. Đấy, còn cái cục đẩy LT1600 thì như thế nào? Bây giờ tiếp tục lại mở cục đẩy LT1600 ra để các bác cùng xem này. Với con LT1600 thì các bác có thể nhìn nó khác biệt ngay, đúng không ạ? Từ cái cùng nguồn này nhé, cái cùng nguồn biến áp này nó rất là to này. Đấy, nó to hơn so với con 500W này rất là nhiều, so với con LT1000 này rất là nhiều. Đây là cùng nguồn này. Đấy, của LT1000 này chuyển sang đây là LT1600 này. Anh em có thể thấy nó khác biệt hoàn toàn luôn. Quay như thế này để cho các bác nhìn rõ hơn nhé. Ok chưa? Như thế này anh em có thể thấy là cùng là hãng LX Acoustic, cùng khuôn mặt giống nhau nhưng về nội thất thì nó khác nhau hoàn toàn luôn, đúng không ạ? Một con thì cùng nguồn rất là nhỏ, một con cùng nguồn rất là to, đúng không ạ? Và con LT1000 này thì nó chỉ có 16 sò thôi. Còn con LT1600 đây thì nó rất là nhiều sò. Quay gần cho các bác cùng xem này.
Con này thì nó có 2, 4, 6, 8 này. Ở dưới 8 nó là 16 sò các bác nhé. Một vế là 16 sò. Đấy, vế bên này 16 sò nữa là 32 sò, đúng không ạ? Đấy, và sử dụng cũng là 8 tụ. Nhưng mà 8 tụ này nó sẽ... Đây, tụ này của nó sẽ là 15.000 mi âm pha các bác nhé. Còn đâu tụ bên kia thì nó chỉ có 10.000 mi thôi. Cái này nó 15.000 mi âm pha. Tụ bên kia là nó chỉ có 10.000 mi âm pha thôi. Và là tụ 80V. Còn tụ bên kia là tụ 63V. Đó, tụ bên này là tụ 63V các bác nhé. Ok chưa? Thì với cục đẩy LT1600 này, anh em ở đánh những cái dòng loa bass 30, hai cặp đánh thoải mái luôn. Hoặc là chúng ta đánh một cặp loa bass 40 thì chơi vụt quá căng luôn nhé. Đó. Quạt tản nhiệt thì đây, anh em có thể thấy này, quạt tản nhiệt thì nó sử dụng lên tới là 4 cái. 4 cái quạt, mặc dù là chạy 4 cái quạt nhưng mà nó rất là êm, con này quạt của nó chạy khá là êm. Gần như là không không nghe tiếng quạt mấy các bác nhé. Hai quạt đằng trước này để hút hơi mát, đấy, thổi vào trong, ok chưa ạ? Làm mát linh kiện. Và hai quạt đằng sau này có nhiệm vụ là hút hơi nóng bên trong và thổi ra ngoài. Độ bền này quá là cao, ok chưa? Kể cả những cái thanh nhôm tản nhiệt này, các bác có thể thấy này, nó rất là dài, nó rất là dài, ok chưa? Hàng này thì quá là ok rồi. Và cân nặng thì nó nặng hơn nhé. Như ví dụ như con LT1600 này thì nó nặng độ tầm 24 kg. Đấy. Còn cái con LT1000 này thì nó lại chỉ tầm 18 đến 20 kg thôi. Đó, thì đây là hai mẫu đẩy để cho các bác thay thế cho những cái cục đẩy bãi này đã kém chất lượng này, hoặc là thay thế cho những dòng âm ly cũ này. Ok ạ. Thì các bác quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với bên em. LT1600 thì đang có giá là 6 triệu 200 nghìn đồng. Còn cục đẩy LT1000 thì đang có giá là 4 triệu 500 nghìn đồng. Hai sản phẩm này thì đều là hàng mới nhé. Hàng mới chính hãng, bao ship cho tất cả các bác. Ok ạ. Thì bây giờ em sẽ cắm điện nguồn vào đằng sau và sẽ test một cái bản nhạc để các bác cùng nghe nhé. Em sẽ cắm điện vào. Nhạc thì sẽ lấy tín hiệu từ máy tính cắm thẳng vào cục đẩy. Những sản phẩm này thì khi các bác mua là hàng bóc hộp, còn đây là cục đẩy bên em đang bỏ ra để demo nhé, demo cho các bác cùng cùng xem, cùng nghe và cùng cảm nhận chất âm. Ok ạ. Còn nó khi mua thì là đây, tất cả đều là hàng bóc hộp hết đây nhé. Đó, ok ạ. Em sẽ mở một cái bản nhạc bất kỳ nào đó nhé. Trên cục đẩy này. Bật công tắc nguồn lên này. Không cần đậy lắp. Ok ạ, không cần đậy lắp. Một kênh này, đánh một cặp loa bát 30. Kênh 2. Kênh 2 em chơi với kênh nhau. Ok ạ. Cả hai kênh ạ. Căng luôn đúng không ạ? Kênh nó vụt một cặp loa bass 30 mà đánh căng luôn, căng đét luôn. Chất âm rất là gọn đúng không ạ? Chất âm rất là gọn và rất là sáng tiếng. Anh em có thể thấy đây, máy quạt chạy đi nhá, êm do luôn, quạt chạy êm do luôn. Ok chưa ạ? We'll be right back.
Video này em xin dừng tại đây nhé. Các bác quan tâm đến cục đẩy là thêm 1.600 hoặc là mẫu đẩy là thêm 1.000 có thể gọi điện trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.